Bánh này có gì đặc biệt à? Thì khách hàng là thượng đế mà, em chỉ đang phục vụ khách hàng thôi ạ. Như em thế này trông dễ thương hơn đấy. Đây là bánh bí kíp gia truyền đặc biệt của cửa hàng cô. Cháu nhất định phải thử đấy. Vâng, cháu thử nhé. Mày đúng là cái đồ phá hoại mà. Mày cho cái thuốc gì vào trong bánh của cậu Quy để cậu ấy đau bụng như thế hả? Lại còn cười nữa. Anh ta mách mẹ à? Sao con nghịch dại thế hả con? Hả? Cậu ta mày bị làm sao? Chỉ có mà mày nên nhớ nhá, mình làm dịch vụ, khách hàng mà đau bụng lấy tới tù đấy. Có một tí thuốc sổ thôi, tù thế nào mà tù? Với cả con thử xem anh ta có tốt bụng thực sự không. Mày muốn thử thách gì kệ mày. Nhưng bây giờ phải đi với mẹ. Nhanh lên, đến xin lỗi cậu ấy. Mình không thể nào bỏ cái hợp đồng này được. Không. Này, đến xin lỗi đi. Nếu mà cậu ấy không đồng ý, phải quỳ xuống thì cũng quỳ. À, không, con có lỗi gì đâu mà con phải xin. Mày nói thật đấy à? Mày không định đi phải không? Ly! Thế thì cút ra khỏi cái nhà này! Từ bây giờ, đừng có ăn bám ở đây! Mời cô với em vào ạ. À, cảm ơn cháu. Chào cháu. Mời cô. Cô đưa em sang đây để xin lỗi cháu vì ăn bánh của em làm mà cháu bị đau bụng. Mong cháu bỏ qua nhé. Cháu không sao đâu. Cô cứ mang quà về giúp cháu. Đây thực sự là thành ý của cô và em mà. Cháu cứ để cô dạy em. Xin lỗi anh đi. Xin lỗi. Này, nói thiệt. Tôi xin lỗi. Cháu thông cảm nhé. Lần này là lỗi của bên cô. Cháu bỏ qua đi. Lần sau cô hứa sẽ làm thật cẩn thận. Lần này là cháu thì không sao. Nhưng khách hàng ăn phải thì không biết hậu quả thế nào nữa cô ạ. Nên cô thông cảm giúp cháu. Cháu sẽ thanh toán đầy đủ số tiền bánh. Còn về hợp đồng có lẽ cháu cần cân nhắc thêm cô ạ. Bà nói gì đi chứ. Nhà hàng này thì nhiều tiêu chuẩn, nhưng con với mẹ đâu có hợp đâu. Con xanh này. Nói thế à? Cháu bỏ qua đi, em nó ăn nói thiếu suy nghĩ mà. Thật ra là cháu rất thích vị bánh nhà cô. Nên là cháu có phương án này, cô xem có hợp lý không nhá. Như thế nào, cháu nói đi. Tất cả bánh của cô sẽ được làm tại nhà hàng của bên cháu và dưới sự giám sát của cháu. Tất nhiên không thể vì chuyện của mình mà cháu làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của cô được. Nên là cô chỉ cần để em Ly sang chỗ cháu làm việc thôi. Vừa cho em ấy ra ngoài để thông thoáng cái đầu óc ra, mà còn rèn luyện được tính kỷ luật hơn trong công việc.
đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.